Dạ hội em mặc trên người đây có mã số là 1577 nha cả nhà. Rồi lâu lâu mới về một cái đầm dạ hội mà nó đẹp khỏi chê luôn. Ngày hôm nay shop giảm giá chỉ với 369.000 đồng. Các chị yêu coi form đẹp nha, chất cũng đẹp nữa. Đầm này của em là form váy dài cho em luôn, dạ hội sang chảnh chị yêu ơi. Sở hữu ngay một em đầm dạ hội nha, với giá là 369.000 đồng thôi cả nhà. Coi giúp em nè, dáng váy dài thước tha chấm gót luôn. Em cao 1m6 là form dài tới đây rồi, rất là đẹp đúng không ạ? Hàng cao cấp mà mức giá thì quá là rẻ ha, chỉ với 369.000. Ở đâu cho các chị một cái đầm trung niên hàng cao cấp giá như này không? Em bao giá toàn thị trường luôn. Mã váy em mặc là 1577 á chị Hoa Nguyễn. Rất là đơn giản nha. Bây giờ chỉ cần đặt hàng ngay trên line của em, mình không cần phải qua trực tiếp shop để mà mua được em này đâu. Thậm chí là nếu qua cửa hàng em ha, thì giá váy nó cũng không được ưu đãi là 300 mấy đâu các chị yêu. Tại shop em bán bộ váy đang mang 590.000 đồng. Riêng bây giờ chị nào xem được live stream nha, đặt đơn liền em sale nè 369, chốt đơn liền tay cho em mã váy 1577 kèm số điện thoại, đơn giản vậy thôi. Sai thử một vòng các chị yêu coi nha, dáng váy dài cho mình bên trong đứt gót. Đầm em mặc đây là vải chiếc phông hàng cao cấp luôn, từ phải nói là đẹp từ vải tới form luôn đó chị coi nè. Hoa văn cũng đẹp đúng không ạ? Dạ, bên em thời trang trung niên, váy này các chị mua mặc hay mua tặng cho em cũng đều rất là xứng đáng ha. Thật sự là so với lại cái chất lượng thì cái giá em thấy còn đang là quá rẻ luôn á. Hàng người ta bán đầm trung niên ha, thị trường 700.000 một em đầm. Qua nhà em chỉ 369 mà mình có được cái đầm đẹp như này rồi. Lên đơn 1577 kèm cho em số điện thoại nha. Dạ, nhân viên sẽ tư vấn sai chị Linh Nguyễn ơi. Trước tiên mình đặt cho em là mã sản phẩm nè, kèm số điện thoại trước. Còn về size số bao nhiêu sẽ có nhân viên alo tư vấn chọn cho cái chị mình ha. Size vừa đẹp em mới chốt nha, chứ không phải là bình luận đặt hàng xong lại cái giao hàng liền nữa, mấy chị đừng có lo. Vừa đẹp em mới chốt, hàng được giao đến tận nơi hỗ trợ cái chị xem hàng trước. Em này với thiết kế là phần tay le nhìn rất là nữ tính và dịu dàng đó, mà trên vai áo cũng có nhún phồng nên nếu các chị bắt tay to thì cũng thoải mái không lo chật nha. Nhìn cho em cái màu hoa đi cái chị, nền đen hoa văn màu nè, màu này nó thượng kiên và tông vàng ha, hoa văn thiên và tông vàng nhìn rất là trẻ trung và sáng da đó. Tông nền đen mặc thì không lo lộ cái điểm luôn hả, bốn size cho mình lựa chọn. Dạ em mặc đây là 1577 chị Mai. Lấy đầm em đang đặt đơn liền tay để em tư vấn nè. Khách nào mua trên line này của em giá về tay chỉ 369.000 đồng thôi, quá là rẻ đúng không? 40-65 cân vừa đẹp nha. Chị yêu nào chưa có mẫu này tranh thủ đặt đơn giúp em. Chỉ cần chia sẻ cho em có 3 lần thôi. Đó, giảm giá từ 590 xuống chỉ còn 369.000, quá là ưu đãi rồi. Chị yêu nào chưa có mình lên đơn liền tay nha. Đặt ngay trên line vừa có giá rẻ nè, mà lại có size cho mình nữa. Thật sự thì em váy dạ hội này em về không có được nhiều. Thường cái chị thấy đầm ngắn ngắn tầm ngang gối ha, thì em này cái chị coi nè, nó dài tới cổ chân. Một đầm này là bằng hai đầm khác rồi. Thành ra là khi may thành phẩm muốn sai á, cái số lượng nó ít đi một chút xíu. Em chào chị Cẩm Hồng. Dạ được chị, đây lại gần chị xem kỹ nè. Lại gần xem kỹ giúp em cái phần hoa văn nè, đẹp chưa? Em nói là đứng gần đứng xa gì cũng đẹp hết trơn á. Mẫu này số lượng ít, chị nào ưng là phải chốt đơn liền cho em nha. 1577 kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Đây, chân váy này dài 1m60 là tới cổ chân luôn rồi. Có túi nữa, thêm một điểm nhấn không thể quên nói với chị là có túi nè. May kèm hai túi hai bên sau lưng khóa kéo ẩn nè. Đầm chiếc phông hai lớp không lo mỏng, kể cả mặc ban ngày, mặc buổi trưa luôn. Các chị thấy em mặc ở đây không? Không lo bị xuyên thấu lộ hàng nha. Dạ, màu này mặc lên gọn dáng nè. Chị nào mình tròn người ha, thích mặc những cái sản phẩm làm sao cho nó che được khuyết điểm tốt nè. Đó, ăn gian cái dáng người cho mình thì đây tham khảo mẫu này cho em. Hàng mới vừa về luôn, lâu lắm rồi mới về dạ hội nên chị nào chưa có mình tranh thủ lên đơn kẹo hết nha. Đặt trễ là sợ không có xài vừa. Đẹp mà rẻ nữa có 369 à. Chị nào chưa có lên đơn liền tay giúp em 1577 kèm số điện thoại. Ngay sau khi em nhận được thông tin đặt hàng, nhân viên sẽ alo tư vấn cho các chị mình nha. Và hôm nay gộp đơn 600 còn được free ship nha cả nhà. Em mặc trên người đây mã váy là 1577 à. Váy đẹp cập bến các chị yêu ơi, mã váy em mặc trên người là 1576 nha cả nhà. 1576 là mẫu đầm dạ hội em mới vừa về cho các chị luôn nè, với cái tông màu xanh vừa đẹp và lạ mắt nữa. Ngày hôm nay chị khách nào trong khoảng tầm 65 cân quay đầu có thể lên đơn liền tay cho em nha. Đây, form dài tới cổ chân luôn nè, bốn size cho mình lựa chọn ML, XL và 2X, chị nào cũng sẽ có phần cho em. Nhanh tay đặt ngay để em tư vấn cũng như là cho các chị cái giá tốt nhất luôn, thay vì phải qua trực tiếp shop mua. Dạ hội em đang bao nhiêu? Hơn 500.000. Bây giờ ở nhà coi livestream đặt đơn thôi.
mẫu váy này về tay chỉ 369.000 đồng thôi đó các chị, mà dễ lắm, không có cần gì khó hết trơn á. Giờ soạn mã cho em nè, đang coi trúng cái livestream em share đúng không, soạn liền cho em cái mã số bên dưới 1576 và kèm số điện thoại, quá dễ đúng không ạ. Các chị cần đặt đúng thông tin cho em, có mã có số điện thoại là đã có nhân viên lên đơn cho mình rồi. Cổ tròn, tay lỡ nha, phần tay được may là ống loe cho các chị nào. Đây, tay phối ống loe với chị coi nữ tính không, dịu dàng chưa. Cái màu này em thấy là không có làm kén da nha. Giá đồ chị đặt liền trên like đi chị ơi, tại vì ngoài like không có giảm giá. Cũng là cái đầm em mặc tại shop hơn 500, chị nào muốn mua mà hơn 300 thôi á thì đặt trên like này nha. Chốt đơn là 1576 và kèm số điện thoại, dễ mà. Thật sự là mua online nhà em rất là dễ luôn á, mà còn yên tâm về cái chất lượng nữa nha. Coi livestream mẫu mặt như nào, đang nhận hàng cho em là sẽ giống như vậy luôn. Vâng, đầm xòe dài tới cổ chân, đầm em có may túi rất đẹp, hai lớp may kèm hai túi, vải chiếc phông mềm mát nha. Hoa văn này các chị yêu coi sang chưa, em này mặc đi tiệc nha, đám cưới, đám hỏi, sự kiện nè, hoặc là các chị đi chơi chụp hình du lịch này kia vẫn rất là đẹp đúng không đó. Hay là những chị làm mà gần như là giáo viên á cả nhà, mặc cái này cho em đi dạy nè, trời ơi sang mà thoải mái, không cần phải mặc áo dài luôn, cái này vẫn rất là đẹp và lịch sự nha. Rồi dạ hội nha, mới cập bến nè, 1576 chúc cho chị Tường Vi nè, em chào chị Ngọc Hà nha, mới về hả em? Dạ em vừa về hàng luôn, vừa về là lên liền cho các chị coi nè, hàng đẹp giá rẻ thì mua ở đâu ạ, đặt liền trên line nhà em chứ còn chờ chi nữa. 40 cho tới là 65 cân, hàng về đủ size cho mình. Mẫu váy này em cũng về như là đầm bình thường vậy đó, tức là 4 size thôi, mình khoảng tầm là dưới 65 cân. Đã từng mua váy nhà em thì dễ rồi đó, cứ mua như sao bình thường mình hay mua thôi. Còn ai là khách mới thì sao ạ? Có nhân viên tư vấn, chị nào khách mới lần đầu tiên biết shop sẽ có nhân viên tư vấn size cho mình luôn. 1576 kèm số điện thoại, đơn giản vậy thôi. Bỏ ra giúp em có vài giây tương tác, mỗi chị là 3 lần chia sẻ, tính ra có mấy giây. Đó, sale được cái đầm phải nói là quá xuất sắc luôn ha. Vừa sang nè, vừa đẹp mà còn lịch sự nữa. Hai lớp chị nha, không hề mỏng. Đây mình coi livestream mẫu mặt có thấy mỏng không? Không hề thấy gì bên trong đúng không ạ? Yên tâm cho em là nhận hàng sẽ giống như thế này, thậm chí là bên ngoài còn đẹp hơn nữa. 1576 cho chị Kim Ngân nè, dạ size L74 nha. Váy dài cho em, hàng rất là đẹp luôn, mấy chị yên tâm đi. Nhận hàng mà bảo không đẹp em không lấy tiền với chị luôn á, thật. Bao giá toàn thị trường, cái màu này hiếm nè. Chị nào thích những tông màu lạ mắt một chút xíu nha. Đó, chốt liền cho em cái bộ váy này ha. 1576 cho chị Kim Trang có đơn à. Dạ đồ chị yêu ơi, thoải mái. Em 50 cân mặc size M nè. Em 50 cân, eo của em là 70 nha. Thì em đang mặc là size M. Đây, thoải mái vừa y luôn thấy không? Tùy số đo mỗi chị mà bên em sẽ tư vấn cái size cho nó phù hợp. Đó, ví dụ như eo 72, 74 size L. Rồi eo lên 80, 82 là phải lên 2X cơ. Tùy số đo nha, trước mắt mình đặt mã thôi giúp em. 1576 kèm số điện thoại, đặt liền trên like mới được sale. Cũng cái đồng này mình đặt rẻ xíu thôi, cách nhau có vài phút đặt hàng thôi. Đó, khách khác mua là hơn 500.000, trong khi mình đang thấy em giảm giá chỉ bao nhiêu ạ? 369.000 thì tại sao mình không đặt luôn đúng không? Đặt trên like vừa có giá sale vừa có hàng đẹp nữa ạ. 1576 và kèm thêm cái số điện thoại nha cả nhà. Một màu duy nhất không có màu khác, cứ chịu tranh thủ lên đơn nha. 1574 là mẫu đầm tóc tai em đang mặc đây ha, cái vải mới về nha các chị ơi, mà đẹp không, hoa văn đẹp, màu sắc sang trọng, rất là lạ mắt luôn. Hôm nay về đủ size, các chị cứ tranh thủ lên đơn giúp em ạ. Một mẫu đầm hoa mới cập bến mà các chị yêu coi cái màu nè, lạ quá trời lạ đúng không? Mà em này mặc sang nha, nguyên một cái phong đầm xè phồng lên không lo lộ khuyết điểm. Chị yêu nào thích những cái dáng đầm mặc xè phồng nhiều thì đặt ngay cho em cái sản phẩm này, về đi tiệc cũng đẹp mà đi chơi chụp hình cũng xinh nữa. Giá về tay chỉ 369.000 đồng thôi ạ. Chốt đơn cho em mã số là 1574 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Cái màu này của em nó lạ nha, đó giờ là chưa về màu này luôn á, lần đầu tiên shop về. Tông nền của nó các chị thấy nó sẽ là cái nền đen nha, và cái hoa văn nó hơi xám xám tím tím á cả nhà. Ở ngoài xinh lắm nha, phần cổ áo nè được may cách điệu, đây may cách điệu cho các chị phần cổ áo, đầm xếp ly phồng cho em hai bên tay. Những chị nào bắp tay to mặc kiểu này là không lo chật nha, vừa thoải mái mà không chật lại còn tôn dáng nữa. Đang sale chị Quỳnh Nga ơi, 369.000, lên đơn cho em mã số là 1574 kèm số điện thoại. Đây là form đầm nè, em đứng xa mình thấy được hết cái dáng đầm nha, xe dài qua gối may kèm hai túi tiện lợi cho các chị mình đây. 1574 kèm số điện thoại bên em tư vấn size ạ. À, bao nhiêu tiền vậy em? Dạ 369 nếu chị đặt bây giờ. Cũng là cái đầm em mang, nhưng nếu các chị mua tại shop em thì sao?
trực tiếp tại cửa hàng em đang bán á là 490.000 đồng. Riêng hôm nay chị khách nào mua trên like giá về tay chỉ còn 369.000 đồng thôi. Nhúng ly cho mình hai ly trước phòng là hai ly sau nữa nè. Đó, cái vải này cái chị kiểu như là nó xốp phòng mất, nên là khi mình mặc lên phòng nè, tự động là cái đầu nó xè bùng như thế này luôn, không cần là hất nhà mà lại không sợ mỏng. 1574 cho chị Hồ Thắm có đơn à. Rồi chị Đăng Yến, L77 mặc size nào em? L77 chốt cho em mẫu này là size XL là đẹp chị yêu nha. Trước tiên mình đặt giúp em mã số nè, 1574 nha các chị. Đồng này hàng mới là lên 1500 mã rồi. 1574 kèm số điện thoại cho em. Đó, đặt trước cho em mã sản phẩm, số điện thoại đi. Còn về size số bao nhiêu thì cái này tư vấn sau ha. Giờ trước tiên mình đặt mã vô cho em cái đã. 65 cân đổ về vừa đẹp chị nha. Đây, màu mới về luôn. Vải mới, vải tóc ta mới của đợt này, không giờ khách hỏi. Đó, thị trường đang hot cái vải tóc ta nè. Mấy chị khách vô trang em kêu là shop có đầm tóc ta không? Đây, khách yêu cầu, khách muốn là em về liền cho mình luôn. Mẫu đẹp không ý chị? Khách thích cái gì là em có cái đó nha. Quan trọng là mình đặt sớm cho em. Thứ nhất là cái mã sản phẩm, thứ hai số điện thoại. Đó, đặt luôn trên line này thì càng tốt, tại vì giá đang sale rất là hời. Thay vì qua shop mua hơn 400, ở nhà coi livestream bao nhiêu ạ? Ưu đãi chỉ có 369.000 đồng, rẻ hơn nhiều. 40-65 cân em có hàng, có túi rồi nè. Một lớp nha, một lớp xè phòng hai túi. Rồi 1574 kèm cho em cái số điện thoại. Đây, sau lưng phát kéo ẩn cho em. Hiện tại tất cả các váy hàng đợt này là phát ẩn phía sau lưng nha. Rồi 369.000 giúp chị Lan Hương ạ. 45 cân mặc được không em? Lấy xem size M đi chị. Eo tầm là 68 đổ về cho em nha. Đó, 68-70 á là mặc size M cho em là ok. Eo trên nữa thì tùy nữa nha. Ví dụ 72-74 là phải tăng lên size L. Có nhân viên tư vấn nha. Bây giờ mình cứ đặt cho em trước cái mã số đi đã. 1574 kèm số điện thoại cho em, đẹp không? Đẹp là vải chốt liền, số lượng rất là ít. Vải này em về cho mình hiện tại thành phẩm á, 1574 nè, chỉ có khoảng tầm là hơn 100 cái cho mỗi size thôi, mà có 4 size hả. 65 cân đổ về cho em mình chốt nha. Ai nhanh tay có đơn, ai chậm tay hết. Được kiểm hàng chị Phương Nhã, trời thoải mái. Mua hàng nhà em mình sẽ được tư vấn size trước khi giao và kiểm hàng trước thanh toán. Hàng đẹp chuẩn mẫu thì mình mới nhận được không? Rồi bây giờ lên đơn sớm kẹo hết hàng rất là tiếc nha. 1574 kèm cho em cái số điện thoại. Một em đầm hoa nè, vải tóc ta đang rất là hot luôn. Chị nào chưa có mua trải nghiệm liền đi mấy chị. Bên ngoài còn đẹp hơn ở trên like nữa. Đi làm đi tiệc đều sang nha. Phong đầm xè che dán tốt, không lo lộ khuyết điểm luôn ạ. 1580 là mẫu váy em đang mặc đây nha. Hôm nay về cho các chị một cái đầm gấm hoa nổi rất là xịn sò luôn. Hiện tại đang có sẵn hàng cho mình size từ 40-65 cân ạ. Chị khách nào chưa có mẫu này tranh thủ lên đơn giúp em nha. Đầm gấm nè nhà ơi, mà cái hoa nó nổi đợt này về nó đẹp mê hồn luôn á. Ở trên like là chưa đẹp bằng đâu nha, trừ hao cho em đi. Cái váy này nhận hàng ha, hổng mê, hổng đẹp, hổng lấy tiền với chị luôn. Và giá hôm nay thì quá là hời, chỉ có 369 à. Lên đơn cho em mã số 1580 kèm số điện thoại, đơn giản vậy thôi. Có ngay một em đầm đi tiệc rồi. Đây, form đầm của nó các chị thấy là xòe bồng như này luôn. Vải đẹp ha, nó không có bị xuyên thấu. Đó, có cái độ dày dặn nhất định nên khi cái chị mặc lên vào nè, tự động cái dáng đầu nó xè phồng như thế này cho em. Size 2XL, eo khoảng tầm là 86 chị nha. 4 size cho mình lựa chọn, ML, XL và 2X. Chị yêu nào trong khoảng tầm số ký từ 40-65 thì nhanh chóng lên đơn để mình còn được sale giá là 369. Tại vì em này nè, tại shop em á là không có 300 mấy. Nếu mà chị nào qua trực tiếp cửa hàng thời điểm hiện tại luôn, giá vẫn sẽ là 490.000 đồng nha cả nhà. Tuy nhiên hôm nay em sale lấy tương tác đặt mỗi chị cho em 3 lần chia sẻ. Đó, quá đơn giản luôn ha. Chốt đơn trên like này, giá em mặc nha chỉ có 369.000 đồng thôi. Thiết kế cho em phần cổ áo là cắt khoét rất là đẹp, hai bên tay nhúng phồng cho mình đây, không lo chật tay ạ. Phong đầm các chị yêu thấy nè, mặc lên xè phồng chuẩn mẫu nha. Kèm theo là cái tông đèn đen, cái chị cũng biết là nó giúp mình trông gọn dáng hơn đúng không? 1580 kèm cho em cái số điện thoại. Dạ có túi chị Tường Vi ơi. Đây, đầm này em có vay 2 túi. Một lớp nha, do vải nó không có mỏng. Không phải là em tiếp vải mà không lót được với chị mà lót vô nó dư. Đó, một lớp là ok lắm rồi, không hề xuyên thấu lộ hàng. May kèm 2 túi tiện lợi, form dài cho em là qua gối. 1580 em mặc là vải gấm hoa nổi chị. Cái gấm hoa này nó sấp nổi ở trên luôn á. Do là trên live mình sẽ không nhìn rõ thì cái phần hoa văn nha,
cái đèn váy màu đen, cái hoa nó cũng màu đen nên là trên live nhìn nó không có được nổi bật lắm. Nhưng mà thực tế khi mà ở bên ngoài cái chị mặc nha, soi gương á, đứng trước gương ha, nó sẽ đẹp hơn là trước cái màn hình điện thoại của em nè. 369.000 chị Kiều My ơi, có size em mặc size M nè. Tùy số đo mỗi chị mà bên shop sẽ tư vấn cho mình cái size phù hợp. 65 cân đổ về, trước tiên mình đặt cho em cái mã số 1580 kèm số điện thoại cho em. Đó, đó ngay một em đồng quá ư là đẹp luôn rồi. Đi tiệc cũng sang mà đi làm cái chị mặc cũng đẹp nữa. Không mỏng, không hở nha. Mẫu này là vừa đẹp mà cũng lịch sự kín đáo á. Cái cổ nó cũng không quá sâu đâu cả nhà. Cỡ này là vừa mang cho em rồi. 369.000 đồng chị Phạm Duyên ơi, chút nào giúp em nha. 1580 và kèm cho em cái số điện thoại nè. Dễ thương lắm. Form là form dài qua gối. Nếu khách nào thích mặt ngắn thì lên like cho em ha. Không mất form đồng đâu ạ. Nhưng mà em biết cỡ này là vừa mang á. Dài tầm này là mặc vô là đẹp rồi. Không cần chỉnh sửa gì thêm đâu. Quan trọng là chọn cái size phù hợp cho em nè. Dưới 65 cân là ok. Chúc chị Mỹ An 1580. Mấy màu vậy shop? Dạ một màu chị Hà Thanh ha. Siêu phẩm gấm em mặc đây chỉ về đúng một màu duy nhất là cái màu đen em mặc thôi. Nhưng mà bù lại thì màu này chị nào cũng mang được. Mình trẻ mặc được nè, không có sợ dù tuổi. Trung niên của chị mặc càng quá đẹp luôn đúng không? Không có sợ là kén dáng gì luôn. Đó, chào người ấm người em đều có size nha. Đặt liền tay để em tư vấn nè. 1580 kèm số điện thoại. Mình đặt sớm để có cái size phù hợp nè. Đó, đặt trễ là sợ hết hàng. Đầm đẹp như này mà đang được sale giá quá tốt. Hàng thị trường bây giờ bán mà thời gian trung niên á, 500-700 ngàn một váy đi tiệc. Em sale chỉ 369. Các chị coi đầm đẹp chưa? Đó, chuẩn form, chuẩn mẫu gen như thế này ha. Nhận hàng kiểm tra trước thanh toán nè. Váy bên em thiết kế nhận hàng là hàng mới 100% nha. 40-65 cân trước chị Kim Cúc ạ. 1580 kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Dạ khóa đằng sau chị yêu ơi. Đầm này em mang khóa kéo phía sau lưng nè. Một lớp cho em nha, không có bỏng đâu yên tâm. Đó, xề dài cho em 2 túi. 1580 kèm số điện thoại cho em tranh thủ đặt đơn nha. 369.000 trên like ạ. 1565 là mẫu em đang mặc trên người đây. Một em đầm maxi mới phập bến nè. Với tông màu đen trắng quá là lạ mắt đúng không? Em này là không có kén da nè. Yên tâm cho em là mẫu này chị nào mang cũng đẹp nha. Nhất là những chị mà trung niên. Thì bên em là chuyên vào thời gian trung niên rồi ha cả nhà. Hôm nay về theo một cái đầm maxi mới cho các chị nè. Cái màu thôi là nhìn là thấy mê rồi. Cộng thêm một điểm là em này còn bo thun phần eo. Các chị coi nè, resize phần eo cho em lên được tầm là eo 94 luôn. Thay vì bình thường những cái sản phẩm khác là eo khoảng 84 đổ về thôi, thì cái mẫu này có thể lên được 10cm nữa với chị. Ai ở nhà mà size lớn nè, hổng giờ hỏi em có đồng nào cho chị 70 cân không, rồi 68 cân vẫn được không, thì đây tham khảo ngay cho em cái sản phẩm này. Lên đơn 1565 và kèm số điện thoại cho em nha. Nhớ chốt liền. Chị nào mà size lớn là càng phải tranh thủ cho em, tại vì hàng này về số lượng rất là ít à. Trời ơi, xe rộng nha. Cái chân váy các chị coi cho em nè. Vừa xe dài mà còn xe rất là rộng luôn á. Cái tùng váy bên dưới này các chị coi, bên trong đất đó không mỏng. Tùng váy bên dưới sẽ được may, gọi là may tầng cho các chị mà bên dưới nhặt xe tầng luôn. Nên là cái độ phồng xe của nó thì khỏi phải bàn luôn. Đó, 369.000 thôi chị. Trời ơi, phải là không phải là cứ thấy em về một cái đầm đẹp, xe dài rộng như vậy ha, là nghĩ 500-700 ngàn không ấy chị ơi. 369 thôi. Ngay bây giờ đặt trên like của em, siêu phẩm đang mang chỉ với 369.000 đồng. Chị nào lên đơn liền em tư vấn nè. 1565 kèm số điện thoại mà phải mua trên like này nha. Bây giờ mặc qua trực tiếp shop hoặc là mình xem một cái live stream khác của em, 550.000 nha. Chị nào đặt trễ về lại giá 550. Riêng bây giờ em sale lấy tương tác thôi, mỗi chị cho em là 3 lần chia sẻ, quá đơn giản luôn. Chia sẻ có mấy giây thôi, đầm đẹp về tay chỉ còn 369. Thử nghĩ coi ai bán cho các chị một cái đầm sơ mi dài xè như em mà mấy trăm ngàn, 300 mấy không? Không có đâu. Thị trường bây giờ áo sơ mi ngắn ngắn tầm này cũng đã hết 300-400 ngàn rồi. Ở đây nguyên một cái đầm cổ sơ mi, tay cũng tay dài bao thun, eo cũng bao thun cho các chị là tốn bao nhiêu vải nè. 369.000 trên một khách hàng. Mỗi chị cho em 3 lần chia sẻ quá là dễ đúng không? Chốt đơn 1565 kèm số điện thoại cho em là được ạ. Dạ được kiểm tra chị Trần Ngọc ơi. Em thấy là có rất là nhiều chị khách mới thấy là đồng đẹp mà sao cái giá rẻ quá. Thành ra là mình chưa có yên tâm đúng không? Mình yên tâm cho em đi ha, không phải hàng em mà em khen đâu. Thật sự là cái chị mình
đặt váy nhà em á, mình không phải lo. Tại vì nhận hàng nha, trước khi giao là đã tư vấn rồi, mà nhận hàng còn được kiểm tra nữa. Đó, mở gói hàng ra xem phải đẹp đúng như em giới thiệu. Một cái đầm sơ mi hoa đen trắng, mình coi cho em cái màu nè, ở ngoài đẹp hơn trên này. Đây cận cảnh các chị coi cho em, dễ thương không, hoa rất là đẹp nha. Màu này không có bị xến và không có bị dừa tuổi đâu. Tay cũng là tay bo thun nè. Eo thì thôi khỏi nói rồi, eo đầm cứ dưới 95 đổ về cho em mình chốt thôi. Còn ví dụ mà size M eo như em, size L eo như em thì khỏi lo ha. Đối với đầm resize này thì size M các chị thấy em mặc eo là 80 dư rồi phải không? Đó, quan trọng mình vẫn đo cho em là cân nặng chiều cao, để em chọn cho mình cái size mặc vô là cho cái cổ nó vừa, cái tay nó vừa nè. Đó, nhìn nó không có bị dư nhiều ha. Cứ đo cho em cân nặng chiều cao, eo dưới 95 thì lên đơn nha. Rồi 369.000 đồng, mã số sản phẩm 1565 cho em. Trời ơi, mặc cái đầm này là muốn xoay hoài luôn á mấy chị. Mỗi lần mặc mấy cái em đầm này là em nói muốn đứng đây hoài luôn. Tại vì quá là đẹp ạ. Chung đi mặc được, trẻ tuổi mặc được. Riêng em này là không có bị gọi là phân chia tuổi tác gì hết trơn á. Chị nào thích sản phẩm em mang đây, vừa đẹp mà lại sang trọng, lịch sự, kín đáo, thì cứ lên đơn liền tay cho em là được nha. 369.000 đồng thôi, rẻ hơn mấy chị. Đảo đâu ra cái rẻ hơn nữa. Em cho cái chị đi tìm luôn, tham khảo giá một số shop đi, rồi cũng quay lại đây mua hàng thôi. Hôm nay là em lấy giá tương tác thôi, 300 mấy triệu đủ tiền vải nữa. Nè coi cho em nè, xe rộng không? Không lo lộ khuyết điểm luôn. Đầm này của em mặc lên là che dáng tốt nha, không lo lộ bụng luôn nè. Chỗ này màu bí mặc được, có mấy chị thấy không? Đó, thoải mái cho em bon chen được nha. Eo khoảng tầm 95 quay đầu, số ký thì tầm 40-70 cân là lên đơn nha. Chốt đơn cho em mã số là 1565 kèm số điện thoại cho em ạ. 1564 là mẫu váy bi em đang mặc nha. Thiết kế là form đầm dài, tay dài bo thun cho các chị nè, dễ thương lắm. Phần eo cũng được may bo thun, đây là co giãn thoải mái luôn. Có thể gọi là đầm resize ha cả nhà. 70 cân đổ về cho em mình chốt nha. Lấy đầm em mang lên đơn mã số nè, 1564 và kèm cho em cái số điện thoại ha. Màu này dễ mang. Họa tiết bi là đã thấy dễ rồi đúng không? Lúc nào đầm bi các chị cũng biết không có bị lỗi thời ha. Họa tiết chấm bi hôm nay về thêm một cái mẫu váy mới cho các chị nha. Form đầm dài thước tha xè tầng bên dưới nè. Eo bo thun resize lên được 70 cân các chị yêu mặc đẹp. Chốt đơn liền cho em, tại vì số lượng không có được nhiều nha. Máy này tốn vải dữ quá. 1564 em mặc là may một cái này là bằng tới 2-3 sản phẩm khác rồi. Thành ra là mỗi size chỉ khoảng tầm có hơn 100 cái thôi. Chị nào tranh thủ đặt sớm là có hàng cho em. Trời ơi, đẹp chưa mấy chị coi nè. Thật sự luôn là khuyên mấy chị luôn á, đầu tư em này đi, nó đẹp từ form chết luôn. 369.000 chị Trinh Nguyễn. Không phải hàng em mà em khen nha, mà thật lòng là em muốn cái chị là có đầm đẹp mặt mà được cái giá tốt nhất. Thay vì qua trực tiếp shop đang bán là 550.000 đồng, mình ở nhà ngồi coi livestream của em thôi, bật điện thoại lên thôi, váy về tay chỉ 369 nè. Ưng nghĩ đặt đơn liền em tư vấn ạ. 1564 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Size L eo đầm, size L đầm này cái chị ơi khỏi lo phần eo cho em mình coi nha. Eo váy này á là eo khoảng tầm là eo 80 cho em, cái size M là dư rồi nè đã không. Tại vì eo này là resize mà, nên là cứ tầm eo 94-95 quay đầu cho em mình chốt. Đó, không cần hỏi em là ồ cái mẫu này size M eo bao nhiêu, size L eo bao nhiêu. Cứ bo thun cho em nè, thoải mái nè, eo dưới 95 cho em. Còn về số ký thì mình vẫn cần phải đo nha, đo cân nặng nè, chiều cao ha, để em chọn cho mình cái size mặc vô là cho nó vừa đẹp. Đó, 65-70 kênh cứ thoải mái đặt hàng. 1564 cho chị Minh Phượng có đơn luôn ạ. Một màu chị, đợt này màu họa tiết chấm bi nha, đợt này về hơi ít một chút xíu ha. Thích họa tiết bi em chỉ có đúng một màu đen trắng như vậy thôi. Cổ sơ mi, tay dài, tay bồng nha, tay bồng bo thun cho em đặt dễ thương lắm. Eo đầm thoải mái lên được tới 95. Chị yêu nào hổng nhờ những cái mẫu khác thích mà khung mặt vừa thì mình tham khảo ngay cho em cái siêu phẩm này nha. Rồi resize phần eo nha cả nhà, hàng hiếm, hàng siêu hiếm luôn á. Tại đa số mình thấy em mặc giới thiệu toàn eo 84, nay lên được cái đầm này eo 94 hơn 10 cm luôn. Đó, không có túi chị ơi, váy này em không mang túi à. Họa tiết bi mã số là 1564 cho em nha cả nhà. 369.000 đai form dài, cái này maxi ha. 1m60 em mang là tới bộ trên nè, dễ luôn lắm. Ai chưa có mẫu này đặt đơn liền tay giúp em. 1564 kèm số điện thoại, thiệt sự em thấy đặt dễ quá trời luôn á. Không cần qua trực tiếp shop, ở nhà coi livestream đặt hàng. Thứ nhất là an toàn tiện lợi, cái thứ hai là giá nó còn rẻ hơn luôn. Bây giờ qua trực tiếp cửa hàng em đấu được 300 mấy đâu, thành 550.000. Đó, qua trực tiếp shop 550.000 cái váy này. Vậy mà khỏi cần đi, ngồi ở nhà lên đơn, soạn mã số 1564
364 rồi kèm cái số điện thoại có vậy thôi, cái đầm 369.000 ngon ơ luôn ha. Đủ size chị cứ thoải mái, thậm chí là còn size to luôn á. Resize LL 95 đổ về cho mình, cứ lên đơn nha. Chốt giúp em mã số là 1564 nha cả nhà, sau lưng không có khóa nha. Những cái sản phẩm mà ba thùng á, cái chị mặc chồng qua cho em thôi, không cần khóa kéo gì hết, dễ thương không? Mẫu này trẻ mặc được mà trung niên cái chị mang cũng đẹp. Còn mà nói về kén dáng đầm thì khỏi lo, em này là form nào cái chị mang lên cũng đẹp cho em, tròn người ấm người sóc đều có size, phồng xề rất là đẹp luôn các chị coi nè. Mỗi lần mặc mấy cái đầm này là em nói em size 80 vòng cũng được luôn á. Dạ đúng rồi chị Vi ơi, hàng nhà em may tem mặc nhãn mát đầy đủ, nhận hàng được kiểm tra trước thanh toán rồi nha. Nhận hàng mà không đẹp là không lấy tiền với chị luôn được không? Rồi lên đơn em tư vấn nè, 1564 và kèm cho em cái số điện thoại, nhớ đặt sớm nha. Em này mà suy nghĩ tầm vài ngày nữa thôi là có thể không có đơn rồi, tại vì em về số lượng mỗi size chỉ khoảng hơn 100 cái thôi, ai đặt chậm là sợ hết hàng nha. Dạ màu màu đen, nền đen bi trắng. Đây lại cần cái chị coi, cái tay không có lót nha, nhưng mà trong thân đầm em đúc lót rồi, mình không có sợ mỏng. Đầm này hai lớp lận, lên đơn 1564 kèm số điện thoại, bên em sẽ tư vấn và chừa hàng chừa size. 369.000 có ngay một em đầm quá dài đẹp luôn ạ. Đầm bên em mặc đây có mã số là 1556 ạ. Em này thì mới cọc bến nhà em mà hiện tại đã cháy hàng mất tiêu rồi. Trời ơi, những cái sản phẩm mới mặc đẹp như thế này thì cần phải tranh thủ lên đơn sớm nha cả nhà. Em mặc trên người đây mã số là 1556 ha. Hello chị Hà Huỳnh nha. Chị yêu nào mà đang coi livestream của em cảm thấy là thích cái sản phẩm này thì ngay bây giờ mình đặt luôn cho em ở bên dưới, shop sẽ tư vấn cũng như là chừa hàng chừa size cho các chị luôn ha. Cái màu này em thấy mặc sang quá trời luôn, dễ mang, không có sợ là bị dập kém da. Thật sự luôn là da trắng là da ngâm gì cái chị yêu mang cũng đẹp cho em hết trơn ạ. Em mặc trên người đây mã số là 1556 nha. Mẫu đồng họa tiết 3D của em hôm nay chỉ còn 3 size cuối thôi cả nhà ơi, ML và 2X. Rồi hổng giờ chị nào mà đang đắn đo suy nghĩ ngày hôm nay mình còn bỏ lỡ cơ hội này là có thể không chốt được nha. Em còn có 3 size cuối mà size thì có 20+ đơn thôi. Tranh thủ giúp em ạ. Đầm đẹp giá rẻ chỉ cần đặt trên like ha. Chốt đơn cho em 1556 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Đây chân váy nè, xe cho em xích ly rất là đẹp luôn, 329.000 đồng thôi. Mẫu váy này em sẽ có cho mình là 3 size cuối cùng. Chị yêu nào 65 cân quay đầu có thể lên đơn đặt hàng cho em nha. Cổ tim đặt tay ngắn thật nhưng mà cái kiểu này nó lịch sự, không hở. Nếu mà chị nào sợ mà vải von nó bị mỏng á là không cần phải lo vì bên trong em đúc lót rồi. Đó đầm em may các chị coi nha, tùng váy xè rất là đẹp luôn. Xếp ly tức là nó xè gấp đôi những cái dạng chân váy bình thường. Chị nào mình tròn người có bụng không lo lộ khuyết điểm cho em, mà họa tiết cũng rất là bắt mắt nữa nè. Xem kỹ giúp em, đây là một khu rừng ha cả nhà. Họa tiết in dạng 3D, đây là cái chị nhìn nó sẽ có cái chiều sâu ha. 1556 chúc cho chị VV nè, chị Hương Thảo có đơn. 57 cân size nào em? 57 cân tùy vào số đo eo. Nếu mà 57 mà giờ mà đo ra size XL là em hết nha. Lấy giúp em 2X được không? Nếu mà trường hợp 57 cân á, hết XL mình tăng lên 2X cho em đi nha, chứ giờ là không có về lại nữa rồi. Đó, tranh thủ đặt đơn nha. Đầm von chị, nhẹ tên luôn. Hai lớp dáng đầm xè dài, quá ẩm được may sau à. Và cái màu em mặc đây nó hơi tím tím đỏ đỏ một chút xíu nha. Ở trên line có thể nhìn nó chưa được bắt mắt lắm, nhưng mà đảm bảo với cái chị là bên ngoài nhận hàng rất là đẹp luôn. Vừa lạ mà vừa không lo kén da, da trắng da ngâm mang đều đẹp cho em ạ. Ba size cuối cùng ML và 2X, 65 cân đổ về hoặc eo 8586 quay đầu cái chị mình đặt đơn cho em ha. Chốt mã số là 1556 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Size LL74 cho em chị Thiên An ơi. Vải gì vải shop? Dạ cái này là von chị ha. Đầm von cho em, vải mềm nè. Đây, bên trong đúc lót nè. Đây, còn mỏng nha. Yên tâm cho em, đầm này cho dù mặc buổi trưa mặc ban ngày cũng không lo bị xuyên thấu ha. Cổ là cổ tim, độ sâu vừa phải, không hở. Rồi chị Phương Nhi có đơn luôn ạ. Mẫu em mặc mã váy vải shop, dạ đây là 1556. Chị yêu nào mà thích cái đầm họa tiết em đang mang, thích cái tông màu độc lạ này thì mình chỉ cần soạn liền cho em mã số phía dưới 1556 nè, kèm số điện thoại, đơn giản vậy thôi. Về tay một em đầm xuất sắc như này nha, đi tiệc mặc đẹp cho em.
đi chơi dạo phố, đi chụp hình, đi du lịch, cái chị mặc cho em vẫn rất là sang chảnh luôn. Vải thì mềm mặc mát nữa nè, có size nha, và tại em bán hết một size rồi. Cũng như là những sản phẩm khác thì đầu này em về 4 size cho các chị mình lựa chọn. Tuy nhiên đến ngày hôm nay shop chỉ còn 3 size cuối là ML2X. Ở đây chị nào 65 cân quay đầu cho em mình chốt nha. Giao hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra trước thanh toán ạ. Hello chị Phương Nhi nè, chào các chị mới vào luôn. Được kiểm hàng trị, khỏi phải lo luôn. Mua đồ nhà ai mình sợ, chứ mua váy nhà em đầu tiên là mình sẽ được tư vấn trước khi giao. Cái thứ hai là gì ạ? Kiểm hàng trước thanh toán nha. Nhận hàng ở trên line em mặc sao là nhận hàng và giống vậy, thậm chí là bên ngoài đẹp hơn. Và lấy màu em mang đặt trên line chị yêu ơi, tại vì ngoài shop là giá 490, cũng đầm em mang tại cửa hàng 490.000 đồng. Hôm nay các chị yêu đặt đơn bao nhiêu ạ? 329.000 về tay luôn, 329.000 đồng. Chúc cho chị Lệ Thu ạ. 62 cân bận đẹp không em? Đẹp chứ chị, 65 cân quay đầu em có hàng nha. Dễ thương lắm. Trung niên mặc cho em cái màu này sang nặng nha. Mấy chị trung niên khỏi lo, mà trẻ trẻ một chút xíu mặc cái này cũng không bị dư tuổi nha. Ở ngoài cái tông màu rất là đẹp luôn ạ. Lấy váy em mang chốt đơn 1556 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Rồi xoay một vòng cho các chị yêu coi nha. Sau lưng khóa kéo ẩn nè, bên trong giúp đó không lao bị mỏng, và em 1m60 thì độ dài váy là ngang bắp chân cũng không ngắn nè. Đầm em mặc trên người đây, mã số là 1556 nha. Đầm ren hoa mới nhà em đây ạ, với cái tông màu rất là đẹp nha. Mẫu váy này các chị ơi đầu tư đi tiệc cho em đi sang dữ lắm. Đang sale với mức giá chỉ có là 349.000 đồng thôi ạ. Tranh thủ lên đơn em tư vấn nha cả nhà. Ren em mặc đây có mã số là 1552 nha. Mẫu hoa văn gọi là ren gân nổi rất là đẹp. Hiện tại thì em đang có đủ size cho mình từ MLXL đến là 2X. Tuy nhiên thì mỗi size ngày hôm nay chỉ còn vài chục đơn cuối cùng. Em này là không phải mới về một ngày nha, mà em đã về là hơn 3 tuần nay rồi, cho nên là số lượng sẽ không có còn được nhiều nha. Nếu như hôm nay chị nào còn bỏ lỡ thì em sợ là mình sẽ không thể nào sở hữu được cái đầm ren này đâu. Form đẹp, chất đẹp cho em luôn. Phần thiết kế các chị xem kỹ nha. Mã số 1552 của em thì được may cho mình là cắt khoét phần cổ áo rất là tinh tế. Nhúng xếp ly chân ngực ở đây mặc lên đơn giản màu mộp cho các chị mình hơn nữa. Rồi form đầm xè dài bên trong đứt lót cho em cái màu này đẹp. Ở ngoài mình sẽ thấy nó hơi vàng đỏ đỏ hồng hồng một chút xíu. Nó không phải là quá đỏ hay là quá hồng nha. Hai tông màu này kết hợp với nhau nhìn rất là vừa mắt luôn ạ. Giá sale là 349.000 đồng. Em đang mặc mã mấy và chị Xuân Hương ơi, váy ren mẫu mặc đây là 1552. Nếu chị nào ưng ý thì ngay bây giờ mình lên đơn để bên em tư vấn ạ. Hàng có sẵn đặt em giao liền nha. Lên đơn 1552 và kèm cho em cái số điện thoại là được, quá dễ dàng đúng không? Trời, có 350 thôi một cái đầm ren hàng cao cấp rồi. Mẫu váy này các chị ơi đầu tư về cho em ha. Đi chơi nè, đi tiệc các chị mặc cho em là đẹp khỏi bàn luôn. Quá là sang, mình xem kỹ cho em cái phần hoa văn của nó nha. Hoa gân nổi nè, ở trên những cái họa tiết này nó sẽ có những cái đường gân nổi phía trên. Ở ngoài nhìn sẽ rõ hơn á, trên like sợ các chị nhận được rõ. Và em này cái phần cắt khoét cổ áo thì bao nhiêu chị khách bên em nhận đều khen hết rồi. Thậm chí là cái cổ này nè, cái kiểu cổ này nha, em đã về là mấy mẫu luôn á, và mẫu nào cũng gọi là best seller của nhà em. Nếu chị nào thích một cái tông màu tươi tươi nổi nổi một chút xíu, mặc lên làm tâm điểm nè, phải sáng da nè, thì lấy ngay cho em cái siêu phẩm này nha. Ren xề dài 2 lớp, độ dài vừa tầm là qua gối ạ. Chốt đơn giúp em 1552 và kèm cho em cái số điện thoại. Ngay sau khi mà em nhận được cái đơn hàng của mình xong thì nhân viên sẽ liên lạc tới cũng như là tư vấn và chừa đơn cho các chị yêu nha. Rồi sau lưng đây chị ơi, dáng đầm xè dài, khóa ẩm được may phía sau nè, bên trong em có lót nha, 349.000 đồng, không có còn nhiều. Giờ mà còn suy nghĩ nữa thì sao ạ? Cháy hàng. Giờ các chị yêu đặt đơn luôn ở trên line này của em. Thứ nhất là có size vừa đẹp cho mình ha. Rồi cái thứ hai nè, giá sale rẻ. Cũng cái đầm ren này của em tại shop bao nhiêu? 550.000 đồng, hàng ren trung niên cao cấp. Vậy mà trên hai em giảm giá cho mình luôn ha, chỉ có 349.000 thôi các chị, tiết kiệm bao nhiêu tiền rồi. Mà độ lấy chỉ có 3 lần chia sẻ, quá là đơn giản luôn. Lên đơn cho chị Vĩnh Thuyên mẫu váy ren em mặc nè, không có màu khác chị Ngọc An nha. Một màu duy nhất, thường em về là mỗi mã nè một màu, một hoa văn khác nhau đó, thậm cái nào trường cái nào. Nếu các chị yêu thích cái kiểu em mặc nha, cái cổ cắt khoét này hay là xếp ly ngực nè, hay là cái màu em mang, thì duy nhất chỉ có một mã số em mặc thôi là 1552. Được kiểm tra hàng chị, khỏi lo luôn. Mua váy nhà em
mình yên tâm để cái chất lượng nha, nhận hàng được kiểm tra trước thanh toán nè. Em cao 1m60 thì form đầm đã dài là qua bắp chân của em rồi đây, rất là dễ mang ha. Chị khách nào chưa có mẫu này bình luận nhanh tay giúp em ạ. 1552 và kèm cho em cái số điện thoại nha. Hello chị Tâm Huỳnh nè, 41 cân lấy cho em size M nha. Nếu eo của chị dưới 70 ha, lấy size M. Eo từ 71 cho đến 75 là lên size L cho em. Cái này nó tùy vào số đo nha. Nhiều khi là hai chị cùng số ký mặc size khác nhau nữa đó. Dạ đầm đẹp chị khỏi lo, trời ơi, hàng nhà em mà không phải em tự khen đâu, mà bao nhiêu khách nhận hàng đều khen rồi. Thật sự nếu các chị bỏ lỡ cái váy ren này là một cái sự nuối tiếc luôn. Tại vì lâu lâu ha được hàng ren chuyến này là lâu lâu mới có hàng đó. Này các chị nào chưa có mình đặt đơn nha, mua thử trải nghiệm đi. Đối với khách mới mua thử cho em cái váy này coi form coi chất ra sao. Nhận hàng mà bảo nó không đẹp ha, không đúng như em giới thiệu em không lấy tiền các chị luôn. 1552 và kèm cho em cái số điện thoại nha cả nhà. Giá về tay chỉ 349 ngàn, số lượng còn rất ít ạ.